Kệ nó là một quả kệ trong đó, còn cái môn này là cảm giác cay, môn khám tiểu hoa riêng hỏi là chỉ trải lại. Ê, cháu hoa rồi. Nói đi, chào đi. Cháu nó cuốn cả lên nhà. Đây là một lắng hoa để chúng em cắm để ý nghĩa là ngợi ca đặc của thầy Nam Công Vinh và Bác Hồ Vĩ Đại. Lắng hoa được cắm trên trái tim và trung tâm của lắng hoa. Trung tâm của lắng hoa chính là ảnh bác, tim của bác, thiếu niên nhi đồng. Bởi vì tim là tương lai của đất nước. Xung quanh của lắng hoa chính là những bông hoa của bác cháu luôn luôn lên. Đây chúng ta thể hiện cho sức mạnh của đấy, nói bé là người ta còn chưa nghe tiếng này. Nhạc to quá mà các bạn nói nhỏ quá không nghe được. Mình đứng ngay sát tai còn không nghe được. Gia đình bảo vệ môi trường của cháu nó cứ bị sao đâu. Bảo cô ơi đi. Cháu ơi. Ở đây mô hình còn cả mua gia đình mà chưa thấy chân đèn tay chưa thấy đèn má. Đang để đấy, chúng vào là lấy hành và bảo đi ngắn ra.